Định cho đúng này. Bắt đầu. Đạp cái chân sau và tiến người về phía trước. Đến từng bước một, cái chân sau từ từ này, cái chân đầu này, cái mũi bàn chân này, chú ý mũi bàn chân này, từ từ hạ xuống này. Thì cái mũi bàn chân trước vừa chạm đấy đó thì gót chân sau nhấc lên, chứ không được thế này, mà cái này nó từ từ này. Mũi bàn chân vừa chạm được thì gót chân sau thì phải lên. Mọi người mắc cái sai lầm là cái mũi bàn chân chưa xuống là sau là lên, là cướp mất hơi thở. Đừng xoay lại xoay, lưu ý cái vai luôn luôn song song với cái vuông góc với bàn chân. Được chưa? Bắt đầu này, hít vào thì bụng phải phình ra, đưa người về phía trước. Thở ra thì cái gót chân sau hà từ từ hà xuống, nó chạm đất đã rồi mình mũi chân sau mới được lên. Mọi người không được cùng làm một lúc, hiểu chưa? Cái chân sau nó hà xuống á là nó phải hà từ từ xuống, nó chạm về dưới mặt đất thì khi mũi bàn chân đồng thời lúc này mới nhấc lên. Thở ra mình thọp lại, hít vào, bụng đưa lên, bụng ra lên, thở ra. Rồi, hít vào, bụng phình lên, thở ra. Anh tôi vừa mới làm xong, anh là chơi một phát thế này thôi. Chơi thế này là được, phải chơi từ từ này. Cái này vừa chạm xuống thì cái gót đó mới đẩy lên này. Mình nó mới có lực từ giữa cái lòng mũi bàn chân lên, thở ra này. Cái này vừa hạ xuống, có một giai đoạn là chân bị được vuông góc, luôn luôn vuông góc. Từ trước, lùi ra đằng sau thì hoàn toàn thẳng. Nhưng mà cái loại đoạn chuyển tiếp á, là cái chân trước vuông góc này, đặt chân sau mình lên này. Lúc hạ xuống là chân sau vừa hạ xuống, người nó rơi về dưới gót chân sau, thì cái chân trước vẫn đang còn vuông góc. Hạ xuống đấy, chân trước vẫn vuông góc. Sau đó mới đẩy cái mũi bàn chân trước, đẩy người ra đằng sau nó mới thẳng. Chỉ là đẩy ngược, chỉ đẩy lên đây như thế thôi. Cái nhịp này mà sai thì tập sẽ sai. Học trò của tôi là một năm mà vẫn chưa bắt được cái nhịp này, là bởi vì tôi muốn cho họ tự khám phá, nhưng họ không khám phá được. Cái nhịp này mà sai là hơi thở của giao động không đạt được trình độ rồi. Lại này, đặt xuống chỉnh người lại. Ở lại thế này không chỉ là chuyện. Đừng có gồng, thả lỏng chỉ thế này, quay lại thế này, đừng làm bay lời chạm gì này. Thả lỏng. Người ngửa ra đằng sau một tí. Rồi, người này bắt đầu này. Hít vào này. Bụng phình ra. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hiểu chưa? Nhưng mà cố gắng chỉnh lại cái người, luôn luôn mọi người cái vai mà không vuông góc với bàn chân trước á, thì cái tay lại thế này không quay và người không thẳng. Cho nên là lúc một lúc bắt đầu tư thế là phải điều chỉnh cơ thể mình cho đúng về phương vị. Lúc làm chỉ được 3 lần thôi, ví dụ như tiến vào, lúc ý tôi nhắc lại này, không được thế này. Nó có phải có một giai đoạn chân vuông này, hít vào này. Như cái này vừa xuống chân vừa vuông này, thì cái đằng sau mới được nhấc lên. Đồng thời ngược lại lúc hạ xuống này, nó hạ xuống á, thì cái chân trước vẫn còn vuông, chứ không phải là hạ thế này. Hiểu chưa? Cái chân trước nó hạ xuống này, thì cái chân trước còn vuông, nó vuông bởi vì nó sẽ dùng cái lực đẩy, nó đẩy người ra đằng sau. Hiểu nguyên lý chưa? Thì lần làm 3 lần, đến lần thứ 3 là hít vào này. Lúc hạ xuống này, hạ cái gót chân sau xuống. Lúc này là chỉ nhấc cả hai, lúc này là hạ gót chân sau xuống, nhưng mà nhấc cả hai mũi bàn chân lên.
để cho hai cái gót xoay đằng sau. Lúc hạ cái gót chân sau xuống này, nhắc lại lúc là cái lần hít thở thứ ba. Vừa hạ cái gót chân sau xuống thì giữ cái gót đó luôn và nhấc cả hai mũi bàn chân lên cùng một lúc. Thì tự động nó quay đằng sau. Đồng chí em ơi, đồng chí em đứng quay nào, các bạn chỉ thấy rồi. Mọi người bắt đầu tập xoay đây. Nhìn này. Bắt đầu thế này này. Bắt đầu nhấc cái mũi bàn chân này để hai cái mũi bàn chân cùng một lúc. Bây giờ mình đang tư thế này mà mình nhấc cái mũi bàn chân phải lên á, là người nó tự động xoay bên bên phải. Thì tập xoay đấy. Và lúc mà xoáy ra là phải đứng luôn cái vị trí để chuẩn bị động tác tiếp. Lúc tôi từ bên phải tôi xoay sang này thì người tôi phải nghiêng để chuẩn bị cho cái động tác tiếp. Phải chuẩn cái chân trước, mùi phải hết hết đó, anh phải trù với chân sau, người nghiêng anh phải điều chỉnh cái người cho anh cho vuông góc cái vai, vuông góc cái bàn chân, vuông góc xoay lại, lưng thẳng ra một tí, vặn một tí nữa cái vai của anh cho đúng rồi. Mà người hơi ngửa ra đằng sau một tí. Rồi làm bài từ đâu này? Đó vừa rồi mọi người là hơi thở hai thì. Hít vào và thở ra. Tí nữa mình tập hơi thở ba thì. Rồi đứng lại chuẩn bị. Đứng. Đứng lại tôi nhìn tôi chỉnh chân chứ. Đứng lại hơi mỏi tí xong rồi đứng lại. Chôn ghi chân sau xuống một tí, chôn ghi chân sau vào, chôn cái đầu gối về, chôn cái đầu gối người ngửa ra đằng sau. Ờ đúng rồi, ta sẽ người ngửa ra đằng sau.